son nội địa chung là dở, nội địa chung á chỉ được cái rẻ thôi chứ còn lại thì chê. Thời đại 5.0 rồi, nước trong thì không có cá mà rẻ quá thì lại bị chê. Đâu cứ phải cái gì rẻ cũng là của ôi đâu các bà ơi. Son thì cũng có son đít son đát chứ. Như cái dòng son Velvet của nhà Focaloi này là một ví dụ này. Bà này á, bà là đứa con cưng quốc dân sở hữu 1 triệu fan trên kênh Official rồi nên khỏi phải đọc lại profile khủng của bà rồi ha. Trước tiên để quành cái son này lên mỏ cho được nhìn thì mình phải dưỡng môi, mà không dưỡng thì cũng không sao hết, chỉ có xấu hơn thôi. Mình dùng son dưỡng cùng hãng, em này thì có hai loại là dùng sáng và tối, bôi từ 5 đến 10 phút thì lau đi. Dòng son này của Focaloi thì có hai đầu với hai màu khác nhau, rất là tiện mang đi vì các bà có thể tùy lúc thay đổi màu. Dung tích hai đầu tương đương bằng hai thỏi son. Em này chỉ đâu đó hơn 1 loét thôi mà các bà được tận hai màu son tương đương với hai thỏi như này thì tôi nói thật rẻ như cho các bác ạ. Màu C01 một đầu là đỏ ánh cam còn một đầu là đỏ trầm có ánh hồng, màu giống hệt trong hình mẫu và với cả hai màu này thì mình thấy hợp với thông da thường từ sáng. Màu C03 thì một đầu là đỏ nâu trầm còn một đầu là đỏ trầm có ánh hồng. Cả hai màu này thì đều giống ảnh và làm trắng răng cũng như tôn được da, phù hợp với mọi loại da kể cả các bạn da ngăm. Màu C05 thì một đầu là màu đỏ cam trầm và một đầu là đỏ nâu, màu thì giống hình làm trắng răng và hợp với tất cả mọi loại da, chất không quá bột, quan trọng là nó rẻ như cho. Tóm lại là màu lên môi chuẩn đậm, có một khuyết điểm nhỏ là son khô khá là nhanh nên khi mới bôi lên thì mọi người phải nhớ bặm và tán đều, nếu không thì nó sẽ xét lại. Con người ta lên màu đẹp chất cũng ổn thế mà ai lại nỡ là chê đồ nội địa chung là dở nữa nào.